chị đã theo dõi những phần thi của Cường từ những cái vòng mà sơ kết và bán kết rồi. Cường thể hiện chơi keyboard rất là hay. Hôm nay Cường sẽ đem đến quý vị khán giả một tiết mục mới nào không? Bữa nay con sẽ đơn bài quốc ca Việt Nam. Qua wow, bài quốc ca Việt Nam, chị Trâm sẽ chờ xem coi em sẽ đem tới quý vị khán giả những cái ngón đờn keyboard bài quốc ca Việt Nam hay như thế nào. Mà một điều đặc biệt nữa là Thi Cường cùng dẫn Dương Cường ra đây, không biết là có cái sự trùng hợp gì giữa hai anh chàng này không ta? Có một cái điều trùng hợp là hồi nhỏ Cường cũng có chơi keyboard, thì bây giờ cũng còn nhớ chút xíu thôi, nhưng mà chắc không có giỏi bằng Dương Cường đâu, phải không? Dạ. Yeah. Ok, alright, chúc con thành công, ok. Kính chào ban giám khảo, kính chào quý khán giả. Tiếng gì còn, còn dân tộc, quốc ca còn, còn tổ quốc. Con Cường Dương, 8 tuổi, trình bày bản quốc ca Việt Nam của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Giỏi quá phải không quý vị? Bây giờ cho thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? Quá giỏi. Mà còn biết nói là còn tiếng Việt, người Việt còn, người dân tộc Việt Nam còn, khi mà quốc ca còn nữa. Quá giỏi luôn. Ok. Bây giờ xin mời nhận xét của một trong những vị giám khảo ở dưới đây. Chú không biết rằng chú sẽ chấm cháu là hát hay là đàn. Nếu cộng chung lại thì cháu sẽ có một cái thất bại. Vì hồi nãy cháu thực hiện cái bài quốc ca không trọn vẹn trong khi hát. Cháu mất lời là một, và cháu bị ho. Đó là những cái khuyết điểm nó sẽ xảy ra khi cháu đang thực hiện bài hát. Nếu cháu hát không mà người khác đánh đàn, chú nghĩ cháu sẽ được điểm rất cao. Hoặc là cháu đàn không như kỳ trước thì cháu cũng sẽ có điểm rất cao. Hôm nay cháu làm hai thứ vô một chỗ, cái đó là một sự lựa chọn không khôn khéo. Con thích rồi hả? Ok, rồi. Vâng, và kính thưa quý vị, là tiết mục tiếp theo Thanh Thanh xin được giới thiệu đến tất cả quý vị là thí sinh Huỳnh Huy Vũ. Và ngày hôm nay thì em sẽ đến đây để mà gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất là hay. Nhưng mà thôi, Thanh Thanh xin để cái phần giới thiệu đó để cho chính em giới thiệu. Và bây giờ con tự giới thiệu con, và con sẽ trình bày nhạc phẩm gì trong ngày hôm nay nhé. Dạ con, dạ kính chào quý khán giả. Dạ con, dạ và ba giám khảo. Con tên là Huy Vũ, dạ con 9 tuổi. Con sẽ đàn bàn nhạc Mula Sonita. Vâng, và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến em. Và cô chúc con thành công. Ok. Thank you.
rất là cảm ơn con đã gửi đến một nhạc phẩm rất là du dương vào ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời của nhận xét của ban giám khảo. Và Thanh Thanh xin mời ca nhạc sĩ Nhật Hạnh. Trước tiên cô nhận thấy cháu Vũ về kỹ thuật thì cháu mặc đồ rất là đẹp và cháu rất là mạnh dạn. Và phần thứ hai, kỹ thuật của cháu thì một bài nhạc rất là dài nhưng mà cháu rải những nốt rất là đều, rất là chắc nốt và không có bị cách quản. Rất là hay, cô rất muốn nghe nữa. Cảm ơn cháu. Chúng tôi nhìn các em chơi đàn, hát, chúng tôi cảm thấy làm sao mà các em giỏi thật, giỏi hơn chính mình nhiều quá. Từ cái lúc mà chúng tôi nhỏ như các em đó, chúng tôi đâu có giỏi như vậy đâu. Và chúng tôi biết rằng là tại thành phố Houston này đó, kính thưa quý vị, chúng ta còn nhiều những em giỏi như vậy nữa, chứ không phải chỉ có thế thôi đâu. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là quý vị phụ huynh, chúng tôi nhìn những gương mặt quý vị phụ huynh ở dưới, chúng tôi thấy rạng ngời hạnh phúc. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng là có sinh con mới biết lòng cha mẹ. Đúng thật là như vậy. Khi mà quý vị bỏ công ăn việc làm ở đây đến với các con, đó là cả một cái tấm lòng mà người cha người mẹ, mà chúng tôi thấy quý vị rất là hạnh phúc khi thấy con cháu mình biểu diễn như trên như thế này. Đó là một trong những mà chúng tôi cảm nhận được cái cảm xúc đó của quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng là tại thành phố Houston cũng như BWN TV sẽ tiếp tục có nhiều những chương trình như vậy nữa để cho các em thao ơi, tha hồ thi thố tài năng, và quý vị phụ huynh có thêm cơ hội để cảm thấy hạnh phúc khi con mình đứng trên sân khấu. Và những hình ảnh này chắc chắn là những kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời các em. Khi các em lớn lên và các em đã có những cuộc thi chơi đẹp như thế này, các em sẽ là những kỷ niệm và các em sẽ có thêm hành trang vào đời. Khi mà các em có thêm những cái vốn sống và mạnh dạn hơn trước đám đông, mạnh dạn hơn trước mọi người, và biết đâu được những tiết mục như thế này sẽ là vun bồi cho các em trở thành những tài năng trong tương lai. Và đó cũng chính là những điều mong mỏi của chúng tôi gửi đến tất cả các vị phụ huynh các em trong mùa Tết Trung Thu ngày hôm nay.